Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với 12 trên 15 địa phương tiến hành điều tra các ca bệnh, rà soát thống kê những trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng, tiêm chưa đủ mũi hoặc không rõ tiền sử đã tiêm vaccine phòng bệnh sởi thủy đậu rubella trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời lập kế hoạch dự trù vaccine để tổ chức tiêm bù tiêm vét cho trẻ. Con mình nay hơn 18 tháng rồi, nhưng nay mới đến tiêm mũi sởi 1. Do bình thường tới lịch tiêm con hay ốm đau, giờ nghe có dịch bệnh mình cũng rất lo lắng. Ở trên địa bàn xã Châu Đăng có một cái ca mắc sởi. Trạm đã thực hiện giám sát và điều tra để hướng dẫn cho người nhà tổng dọn vệ sinh. Trạm tiến hành phun hóa chất chloramin B, đã tuyên truyền vận động và đánh giấy mời để đưa cho y tế thôn đi phát từng nhà để cho tăng tiến độ tiêm sởi cho trẻ. Hiện nay vẫn còn rất nhiều địa bàn của tỉnh Đắk Lắk có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ chưa tiêm vaccine sởi trên địa bàn toàn tỉnh chiếm đến hơn 65%, trong đó tập trung chủ yếu ở những khu vực vùng sâu vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ vaccine sởi là luôn tiêm đạt 90%. Tuy nhiên, với cái diễn biến phức tạp của các bệnh dịch trên toàn thế giới cũng như là trong nước, và bên cạnh đó thì do ảnh hưởng cái dịch Covid nên bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng vaccine, chính ra điều đấy để tạo lỗ hổng vaccine và bệnh sởi đang phát triển. Trong 108 ca mắc bệnh sởi hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột là nơi ghi nhận có trẻ em mắc sởi nhiều nhất với 56 trường hợp. Một số huyện cũng liên tục xuất hiện nhiều ổ dịch với hàng loạt ca bệnh phải nhập viện điều trị. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang theo dõi sát dịch bệnh sởi để có hướng xử lý phù hợp, ngăn không cho các ổ dịch lan ra diện rộng.